Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì ngày hôm qua Hồng Lê có một tí việc bận nên là chúng ta chưa thể điểm tin tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại để xem tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như có một vài phân tích xu thế thị trường trong tuần tới. Thế thì hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là quãng thời gian tháng 1 cũng được đi qua, đã đi qua được gần 3 tuần đúng không ạ? 3 tuần của tháng 1 từ hôm nay ngày 19 tháng 1. Và rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong 3 tuần vừa qua thì cái dư địa đi lên của chỉ số VN Index của chúng ta. Thông thường thì trong trong cái quãng thời gian của tháng 1 thì thường lịch sử ở các cái năm trước thì là chỉ số VN Index của chúng ta đều có một cái nhịp tăng điểm rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong những cái tuần đầu của tháng 1 thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thị trường của chúng ta thanh khoản chúng ta có thể nhìn thấy thanh khoản cũng rất là kém. Cùng với đó thì các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đánh thì gần như là chúng ta chỉ có thể đánh được những nhịp rất là ngắn T cộng, thậm chí là khi hàng không đủ T cộng về thì cổ phiếu của chúng ta lại quay đầu giảm điểm. Thì đấy là một cái điểm rất là khó, thực sự là khó đối với chứng khoán cơ sở đúng không ạ? Và việc mà tìm kiếm cơ hội đầu tư ở trong cái giai đoạn hiện tại Hùng Lê thấy là rất là khó khăn, thực sự là khó khăn. Và một số các anh chị của chúng ta thì vẫn đang còn một ít hàng bị kẹp lại từ những cái nhịp từ khoảng tầm độ giữa tháng 12 đến bây giờ thì vẫn đang đang còn lại. Bởi vì rõ ràng là khi mà thị trường có hồi, chúng ta có thể nhìn thấy là thị trường có hồi, tuy nhiên là cái lượng mà cái nhịp hồi này nó chỉ tập trung vào một số các cái mã cổ phiếu chứ nó không có cái sự lan tỏa dòng tiền. Nó không có sự lan tỏa dòng tiền của toàn bộ thị trường nên dẫn đến là những cái cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ thì nó vẫn vẫn tiếp tục giảm. Anh chị chờ một tí tại vì cái tín hiệu âm thanh đang đang khả năng là đang bị yếu. Tín hiệu âm thanh khả năng đang bị yếu thì phải chỉnh lại một tí để có thể nói rõ hơn. Và hiện tại thì trên team của chúng ta đang có 3 kênh để anh chị em của chúng ta cũng có thể có cùng tương tác, đấy là trên kênh YouTube thì các anh chị cũng biết rồi, và trên kênh Facebook đúng không ạ? Trên kênh Facebook và trên 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 Zalo. Trên Zalo thì hiện tại thì Hùng Lê đang có một nhóm chiến binh Samurai 01, thì ở đây thì quy tụ những anh chị em vừa là nhà đầu tư ở những công ty khác nhau và ở trên mọi miền Tổ quốc. Thì các anh chị đã có những cái chia sẻ, những cái thông tin lên trên Zoom, thì Hùng Lê thấy rằng là điều đó nó cũng rất là tốt và rất là có ý nghĩa, bởi vì là khi một người biết thì sẽ share những cái thông tin này cho những người khác ở trong team đều biết. Đó thì đấy là một cái cách mà chúng ta, tại sao chúng ta lại tham gia các cái room, bởi vì chúng ta tham gia những cái room thì nó có những cái ưu việt như thế. Và trên room của Hùng Lê thì có lúc là Hùng Lê cũng khá là bận, tuy nhiên là cũng có rất nhiều các anh chị hết sức là tích cực. Anh Lê Trung Chính anh cũng đã cung cấp cho team cũng khá nhiều thông tin. Và anh Chính thì có hỏi là có cầm đèn chạy trước ô tô hay không, thì báo cáo với bác Chính là bác cứ 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 có những cái thông tin gì thì hoặc là ai hỏi mà bác có những cái góc nhìn thì cũng có thể chia sẻ lên trên đó để cho tất cả anh chị em của chúng ta cùng tham khảo. Bởi vì cái quyết định đầu tư là quyết định của mỗi một anh chị cá nhân của chúng ta chứ không ai có thể làm thay ai được. Còn những cái thông tin mà anh chị em chúng ta cung cấp lên, đấy là những cái thông tin để chúng ta tham khảo. Thì đó là những cái việc mà ông Lê đánh giá rất là cao. Thì cũng rất mong các anh chị trong team của chúng ta có những thông tin về liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến cổ phiếu và liên quan đến tất cả những cái quá trình mà anh em chúng ta đang đầu tư, thì chúng ta có thể chia sẻ lên Zoom. Đó thì là ba cái kênh để chúng ta có thể tương tác với nhau. Thế còn để quay lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua thì Hùng Lê ngày hôm nay Hùng Lê cũng sẽ điểm rất là nhanh, bởi vì về cơ bản thì Hùng thấy là thị trường của chúng ta hiện tại cũng vẫn đang khá là yếu, bởi vì cái động lực tăng nó cũng khá là
là kém, và một số các cái phiên thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thanh khoản của thị trường nó có sự cải thiện. Tuy nhiên đấy là nó chỉ nằm ở cái giao dịch thỏa thuận, chứ còn cái giao dịch mà khớp lệnh ở trên sàn nó rất là thấp. Đầu tiên chúng ta cùng xem VIX. Đối với VIX thì VIX vẫn đang có một quá trình neo giá ở vùng giá từ 100 đến khoảng vùng 100 đến 102 trong cái khoảng quãng thời gian vừa qua. Thì đối với VIX thì ở giai đoạn hiện tại thì khả năng cao thì VIX vẫn là một cái trụ mà sẽ giúp đỡ thị trường thôi, chứ còn cái nhịp mà để đánh giá tăng mạnh của VIX thì nó cũng ở thời điểm này nó cũng khá là khó, và nó cũng ở một cái nền cao như thế này thì chúng ta tham gia thì nó cũng cũng khá là rủi ro đối với VIX. VHM, đối với VHM thì trong các cái bản tin trước thì có đánh giá rằng VHM sẽ tiếp tục có một cái nhịp tăng ở trong tuần tới, và nhịp tăng nó sẽ đẩy lại cái cổ phiếu VHM về cái vùng cản, đấy là khoảng vùng giá 82. Thì khi gặp cái vùng này thì khả năng là cổ phiếu này, một là cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp test tích lũy ở quanh đây, và hiện tại với những tín hiệu hiện tại kết tuần thì khả năng sang tuần tới VHM vẫn sẽ lình xình ở quanh vùng giá 80. Quanh vùng giá 80 trước khi mà VHM có những cái tín hiệu tiếp theo. Và việc VHM giữ được giá và tiếp tục tăng giá thì đó sẽ là một cái động lực rất tốt để giúp cho thị trường của chúng ta ổn định hơn. VRE. Đối với VRE thì thường là VRE thì Hùng có khuyến nghị với các anh chị là khi về vùng giá 28 thì chúng ta có thể mở mua, và chúng ta có thể ra hàng ở vùng giá 32 đến vùng giá 33. Tuy nhiên đối với VRE thì ở trong một cái nhịp ngắn hạn, ở trong một nhịp ngắn hạn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VRE đã có hai cây nến giảm rất là mạnh. Tuy nhiên là cây nến giảm của phiên kết tuần thì gần như VRE lại không có khối lượng, thì đây cũng có thể là ý đồ của nhà tạo lập. Ý đồ của nhà tạo lập đánh cổ phiếu này xuống, thì với những anh chị mà chúng ta đã mua được ở vùng 28 thì hiện tại bây giờ bán thì vẫn có lời, nhưng mà cũng có thể là chúng ta chờ một hai phiên thì khả năng là VRE sẽ ổn định lại ở quanh vùng giá 29, vùng giá 29, và chúng ta tiếp tục quan sát VRE ở những phiên tiếp theo. Nếu tại vùng giá này VRE tiếp tục tích lũy được, vượt thoát được thì chúng ta sẽ có thể mở mua tiếp VRE. Chúng ta cùng qua một số các cái mã cổ phiếu của họ dầu khí đối với gas. Chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua, đây là cây nến kết tuần, đây đây Hùng có đánh 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 dấu ở đây, anh chị có thể nhìn thấy cái đường xanh này. Đó thì là trong tuần vừa qua thì gas gần như cũng mất thanh khoản, gas cũng gần như mất thanh khoản, và khi chạm về vùng 90 thì gas đang có những cái lình xình đi ngang, thì với những tín hiệu tại của gas thì đang khá là yếu. Tuy nhiên cái điểm tích cực nhất đấy là trên, nếu chúng ta xét ở trong một kênh xu thế dài hạn thì gas vẫn chưa bị thủng cái kênh xu thế dài hạn. Tuy nhiên động lực để đánh giá là gas tăng mạnh, tăng tiếp ở trong trong tuần tới thì nó cũng khá là thấp. PLX thì PLX có một cái điểm hỗ trợ của PLX đấy là tại vùng giá 52.5. 52.5, và trong tuần vừa qua thì PLX cũng đã không vượt thoát được cái ngưỡng cản trên, đấy là ngưỡng khoảng ngưỡng 56, và thanh khoản chúng ta cũng có thể thấy rằng dòng tiền cũng đã mất hút ở trên cổ phiếu PLX. Thì với việc dòng tiền mất hút như thế này thì cái động lực mà để cho PLX tiếp tục tăng mạnh thì chúng ta cũng cũng khá là khó. PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như là GAT hay PLX, thì PVS cũng hoàn toàn bị mất thanh khoản, tức là cái thanh khoản nó rơi xuống rất là thấp, và những cái tín hiệu về đường giá ở hiện tại của PVS thì cũng đang khá là xấu. Nếu mà chúng ta nhìn các cái bộ chỉ báo dao động ở phía đằng sau thì động lực tăng giá của cổ phiếu này cũng không có nhiều, nên là chúng ta cũng không có tham gia những cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. PVD. Đối với PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. PVD sau khi mà có những cây nến xanh đẩy lên để chạm chạm vùng khoảng vùng giá 15.5 đến vùng giá 15.6, thì sau đó thì PVD đã bị dội về, tức là đã không vượt thoát thành công cái ngưỡng cản trên.
những hàn trên, và chúng ta thấy rằng dòng tiền hiện tại thì dòng tiền cũng đang khá là yếu, xung lực dòng tiền thì đang yếu, và RSI các chỉ báo dao động khác thì đang 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 đi xuống. Điều đó cho thấy rằng là cổ phiếu này cũng không có động lực để tăng giá mạnh. Thêm một số các cái cổ phiếu của dầu khí thì chúng ta cũng nói luôn, đấy là cổ phiếu BSR. BSR thì hiện tại BSR vẫn đang có những phiên, có những tuần lình xình tích lũy đi ngang quanh vùng 13.4. Thì đối với cổ phiếu này thì khả năng cao thì cái nền nền tích lũy này vẫn sẽ tiếp diễn ở trong những tuần tiếp theo. Oil, đối với oil thì đối với oil sau một cái phiên phiên dội lên rất mạnh, chạm về vùng gần vùng 17, và sau đó thì cái mức giá cao nhất ở trong phiên thì đã không được giữ. Và sau đó thì oil tiếp tục có một những cái nhịp giảm, thì những tín hiệu hiện tại của oil thì cũng khá là xấu khi mà thanh khoản cũng gần như bị mất, dòng tiền gần như cũng bị mất, và những cái tín hiệu đường giá thì đang khá là xấu, tín hiệu giá khá là xấu. Các cái chỉ báo dao động khác thì đang cho thấy rằng cái xu thế giảm giá của oil vẫn tiếp tục đối với oil. Đối với PVB thì Hùng đã trong những cái phiên trước thì Hùng có nhìn thấy ở cái phiên ngày ngày mùng 10 tháng 1 thì PVB có một cái tín hiệu khá là tốt. Tuy nhiên sau đó thì cái tín hiệu này đã bị thất bại. Tín hiệu này đã bị thất bại, và sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục đánh thủng về vùng nền. Khả năng thì là vùng 15. Khả năng thì với tín hiệu hiện tại thì PVB lại đánh lại về vùng 15, và tại vùng 15 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái vận động của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 15. Còn những tín hiệu hiện tại của cổ phiếu khá là xấu. Chúng ta cùng qua một số các mã cổ phiếu trụ khác, BVH. Đối với BVH thì trong tất cả các mã blue chip, các mã trụ của dòng tiền thì hiện tại thì mình thấy là BVH đang là một trong những cái mã có tín hiệu tích cực nhất. Tuy nhiên đối với BVH thì chúng ta cũng thể thấy rằng là BVH thì từ rất lâu rồi thì cái dòng tiền vào cổ phiếu này nó cũng 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 không có nhiều, và cái việc mà cổ phiếu này tăng giá thì nó cũng chỉ mang cái tính chất giữ nhịp cho thị trường mà thôi, chứ còn để đầu tư thì nó cũng cũng khá là rủi ro trong những cái giai đoạn hiện tại. Còn tín hiệu tại của BVH thì chúng ta thấy rằng là xu thế tăng giá sẽ được tiếp diễn ở trong tuần tới đối với BVH. Vinamilk, đối với Vinamilk thì sau khi chạm lại lần hai về cái ngưỡng hỗ trợ đấy là 120 thì cũng đã có một số các anh chị đã bắt bắt đáy tại cái vùng này, tại vùng 120, và bây giờ thì cổ phiếu đã chạm về vùng 134. Đấy là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của Vinamilk, thì đối với khi gặp vùng kháng cự mạnh thì Vinamilk sẽ có những cái phiên, đây các anh chị có thể thấy là ở đây ở bên này đúng không ạ, thì đã có những cái tuần để dao động để xem những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với Vinamilk thì chúng ta cũng sẽ chờ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của tuần tới, chờ những cái tín hiệu tiếp theo thì khả năng cao khi chạm về những cái vùng như thế này thì Vinamilk cũng sẽ có những phiên để test lại. Nhưng mà nhìn một số các cái chỉ báo khác thì khả năng là Vinamilk sẽ có nhịp chỉnh ở trong tuần tới. Thì những anh chị nào mà chúng ta đã mua được ở vùng giá thấp thì có thể canh chốt Vinamilk ở trong tuần tới. SAB, đối với SAB thì cũng là một cổ phiếu mang cái dòng thanh khoản khá là thấp, và cổ phiếu này thì nó cũng mang tính chất gọi là giữ nhịp và dẫn dắt thị trường. Thì hiện tại khi mà SAB thủng cái vùng giá 240 thì khá là xấu, bởi vì cái nền 240 đây là cái nền tích lũy, và cổ phiếu này cần phải tuần tới thì cổ phiếu này cần phải tích lũy và giữ lại, vượt lại vùng 240. Còn nếu như không vượt lại được cái thủng vùng 240 thì cổ phiếu này sẽ về lại vùng nền 220, vùng 220 để tích lũy lại. Thì hai kịch bản dành cho SAB, nhưng khả năng cao thì cổ phiếu này thì nó cũng khá là khó, bởi vì là nó hoàn toàn nó phụ thuộc vào yếu tố của nhà tạo lập thôi, yếu tố của nhà tạo lập thôi. Nhưng mà để đánh tiếp SAB lên thì sang tuần tới thì cổ phiếu này cần sẽ phải về lại vùng nền 240.
VDC. Đối với VDC thì có 3 cổ phiếu hàng không, có 3 cổ phiếu hàng không thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị ở trên Zoom. Đối với VDC thì đây là phiên ngày 11 tháng 1 thì VDC có một tín hiệu khá là ok, khá là đẹp. Khi mà dòng tiền đã được kích hoạt vào cổ phiếu này, tuy nhiên là sau đó thì có những phiên cả một tuần test tích lũy và lại về lại cái vùng nền 115, thì đối với VDC chúng ta có thể quan sát ở tuần tới ở vùng nền 115. Nếu tại vùng nền 115 này cổ phiếu này tích lũy và vừa thoát được thành công thì chúng ta có thể mở thêm các điểm mua của VDC. Thì đối với VDC thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Và nhân tiện cổ phiếu hàng không thì Hùng sẽ nói luôn cổ phiếu ACV cũng đã được đề cập đến. Thì đối với ACV thì khi mà có những cái tín hiệu chạy từ cái vùng nền từ khoảng vùng nền 80 đó thì Hùng Lê đã có một số các cái khuyến nghị dành cho các anh chị em ở trên trên Zoom. Thì với những tín hiệu tại thì ACV sau khi mà chạm về vùng này là vùng 90 thì là cái vùng kháng cự khá là mạnh, thì ACV đã có những nhịp chỉnh và về lại hiện tại bây giờ vùng 85 là một cái vùng hỗ trợ của ACV. Và chúng ta thấy rằng là sau những cái nhịp đánh lên của ACV rất là mạnh thì chúng ta thấy rằng những cái nhịp chỉnh của ACV thì gần như khối lượng không ra. Thì Hùng Lê tiên lượng là cái dòng tiền mà đang đang nằm ở để đánh cổ phiếu ACV thì khả năng là sẽ tiếp tục, và cái điểm tì ở cái vùng khoảng vùng giá 85 này sẽ là cái điểm mà sẽ giúp cho ACV có được những cái điểm tích lũy và tiếp tục vượt thoát để đi lên. Thì đối với cổ phiếu ACV thì các anh chị của chúng ta thêm một cổ phiếu đấy nữa là cổ phiếu hàng không HVN. Đối với HVN thì trong phiên ngày mùng 2 tháng 1 thì cũng có những cái tín hiệu, khi đó thì nó ở khoảng vùng giá 34 thì cũng đã khuyến nghị với các anh chị ở trên Zoom. Thì sau đó thì có một số anh chị cũng đã bắt được cổ phiếu HVN vùng giá 34 đến 35. Thì hiện tại sau khi mà chạm về cái vùng vùng này là chạm về vùng khoảng vùng 37. Chạm về vùng 37 cũng là một cái vùng vùng kháng cự khá là mạnh. 37 là vùng kháng cự khá là mạnh, thì HVN đang có một cái phiên rơi. Phiên rơi này cũng khá là mạnh, thì với một cái phiên rơi như này thì khả năng cao thì HVN sẽ rơi, nếu đúng về kỹ thuật thì nó sẽ rơi lại về vùng giá 34 chấm khoảng vùng giá 34.6 đến đến vùng giá 35, và tại cái vùng này thì cổ phiếu cần phải tích lũy lại và tích lũy thành công và vượt thoát thành công thì sẽ hình thành một cái trend tăng mới, thì lúc đó thì mới có thể đánh vượt. Lúc đó thì cổ phiếu này với cái nhịp này thì còn mới có thể đánh đánh vượt về cái vùng cao hơn của cổ phiếu đấy, là mới đánh được vượt cái vùng về vùng 42 đến vùng 43. Thì như thế là đã có một nhịp tăng, hai giảm, ba tăng, bốn giảm, và nhịp năm thì khả năng mới đánh được về. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát cổ phiếu HVN ở quanh vùng giá 35. Thì đấy, Hùng sẽ lồng luôn cái cổ phiếu của ngành hàng không. Chúng ta cùng xem MSN. Đối với MSN Mansan thì chúng ta thấy rằng là Mansan thì đang vận động ở quanh cái nền hỗ trợ của Mansan ở quanh nền 80. Quanh cái nền giá 80 thì đây là cái nền hỗ trợ của Mansan, thì với những tín hiệu hiện tại thì cổ phiếu đi ngang như thế này thì Hùng cũng không có thể tiên lượng được là cái xu thế tiếp theo của Mansan. Tuy nhiên nền giá 80 là một cái nền giá hỗ trợ, và nếu mà khả năng nếu Mansan mà thủng cái nền giá 80 thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục đi xuống. Bởi vì cái nền 80 đấy là cái nền tích lũy và cái nền hỗ trợ của Mansan. Chúng ta cùng qua một số các cổ phiếu của ngành ngân hàng ACB. Đối với ACB thì hiện tại cũng chưa có nhiều tín hiệu trên xu thế tăng giá của ACB từ vùng giá 15, thì hiện tại thì là đang ở đây là một cái ngưỡng gọi là ngưỡng giao cắt, tức là giữa cái điểm điểm trên của kênh xu thế và điểm dưới của kênh xu thế. Và việc cổ phiếu này hiện tại thì dòng tiền thì cũng đang bị mất hút. Các anh chị cũng có thể thấy rằng trên biểu đồ nến tuần thì dòng tiền của ACB
cũng đang bị mất chung theo với cái xu thế chung của thị trường, và khả năng thì ACB vẫn vẫn là tích lũy ở quanh nền giá 28 thôi, còn chưa có những cái động lực tiếp theo để chúng ta có thể cổ phiếu có thể tăng mạnh. Vietcombank, đối với Vietcombank thì hoàn toàn tương tự như các cái mã cổ phiếu ngân hàng khác, thì Vietcombank thì đang 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 tích lũy ở vùng nền khoảng quanh vùng nền giá 55, và những tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là không có quá nhiều các cái động lực để cho cổ phiếu này tăng giá mạnh. Chúng ta cùng đi cổ phiếu BID. Đối với BID thì các anh chị lưu ý giúp Hùng ở cái vùng 31.5. Đây là một cái điểm tì của BID cũng khá là nhạy cảm, và cái điểm tì này nếu mà cái điểm tì này bị gãy thì khả năng cổ phiếu nó sẽ bị giảm rất là mạnh, nên các anh chị lưu ý Hùng 31, vùng 31.5. Và dòng tiền cũng gần như cũng đã bị mất hút ở trên 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 cổ phiếu BID này, thì cái động lực mà để giúp cổ phiếu tăng mạnh hay là có những cái bước đột phá thì nó cũng khá là khó. CTG thì sau khi mà chạm về vùng 18 thì đã có một tín hiệu bật lên, tuy nhiên là sau đó thì những cái phiên ở sau đó thì CTG lại đánh lại về vùng 18. Thì vùng 18 thì là một cái vùng, đối với CTG thì cũng đánh giá vùng 18 là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái lý thuyết về cái hòn tuyết lăn ấy, thì hiện tại là Hùng đang nhìn thấy cái bóng dáng nó xuất hiện ở cổ phiếu CTG. Thì lực đỡ ở cái vùng giá 18 đến 18.2 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong những phiên tuần tới. Tuy nhiên là hiện tại thì Hùng thấy tín hiệu đường MACD đang khá là xấu, khi mà tín hiệu này đang ngày càng mở rộng ra, và tín hiệu của ADX thì đang hai cái đường dây đang bung ra mạnh, nên là khả năng thì cái việc mà cổ phiếu này có tích lũy được ở quanh vùng nền 18 hay không, hay là lại tiếp tục đánh tụt về vùng 15. Vùng 15 thì khả năng cao thì là cổ phiếu này sẽ tiếp tục rơi, bởi vì là hiện tại lực đỡ chung của thị trường nó đã rất là yếu rồi. Cùng với đó là lực đỡ của cổ phiếu này cũng cũng đang rất là yếu, thì đang xu thế giảm giá tiếp theo của CTG vẫn tiếp tục. Một số các anh chị trong tuần vừa qua có hỏi Hùng MBB. Đối với MBB thì cũng có một số các cái tín hiệu, đấy là những cái tín hiệu nhịp hồi, và cũng có những cái tín hiệu mà dòng tiền khá là tốt trong tuần vừa qua. Tuy nhiên là cái nhịp hồi chúng ta có thể thấy rằng tất cả các cái mã cổ phiếu của chúng ta, cái nhịp hồi thường rất là ngắn và đánh ở cái giai đoạn hiện tại thì rất là khó, nên là chúng ta cũng không nên 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 mua đuổi theo, bởi vì là bây giờ cổ phiếu này cũng đã là 19.75 thì cùng lắm thì nó sẽ hồi lên được khoảng vùng 20.5, thì như thế thì nó không không đáng để chúng ta đầu tư, mà như thế cái rủi ro của chúng ta sẽ rất là lớn. STB, đối với STB thì hoàn toàn tương tự, đấy là bây giờ đối với STB thì STB đang có một cái vùng hỗ trợ tại vùng nền 11, thì chúng ta quan sát ở vùng nền 11 thôi, xem là STB đã có những cái tín hiệu có thể vượt thoát ở cái vùng nền 11 này hay không, thì khả năng cao thì STB vẫn tích lũy quanh vùng nền 11, và có hay không một cái nhịp đánh lên thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở trong tuần tới. Chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu về chứng khoán SSI. Đối với SSI thì trong rất nhiều các bản tin thì chúng ta cũng đã phân tích ở những cái điểm điểm tì gãy của SSI, ví dụ như là ở khoảng vùng nền hỗ trợ 27. Mà SSI bị gãy thì khi mà bị gãy những cái nền hỗ trợ như thế thì SSI sẽ tiếp tục giảm giá, và xu thế chủ đạo của SSI hiện tại vẫn là một xu thế giảm giá khi mà dòng tiền đang khá là yếu. Tín hiệu đường MACD cũng cũng rất là kém, cùng với đó là các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng xu thế giảm giá của SSI vẫn sẽ tiếp tục. HCM hoàn toàn tương tự như là SSI, thì HCM cũng đã có những cái điểm tì ở quanh vùng giá 48, 49, và vùng vùng này đã bị gãy, thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục giảm giá, và tín hiệu đường MACD thì cũng đang khá là xấu.
VND, đối với VND thì cũng hoàn toàn tương tự như là hai cổ phiếu chứng khoán, thì những cái điểm tích lũy, điểm tì gãy của VND ở quanh vùng giá 17.5 thì đã bị gãy. Và những cái điểm kháng cự trên, kênh kháng cự trên của VND không vượt thoát được, thì với những tín hiệu hiện tại thì VND sẽ tiếp tục giảm và khả năng thì sẽ chạm về cái vùng hỗ trợ của kênh ở đây là khoảng vùng 13.5, khả năng sẽ chạm về vùng 3.5 đối với VND. Chúng ta cùng qua một số các cổ phiếu ngành thép HPG. Đối với HPG thì sau khi HPG đã có một nhịp rơi thì cái nền hỗ trợ của HPG trong cái nhịp rơi này đấy là nền giá 30. Hiện tại thì nền 30 này đã bị gãy. Tất nhiên là nó gãy chưa xa thì nó vẫn đang có những cái phiên lình xình ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát HPG trong tuần tới. Nếu mà HPG lấy lại được cái nền giá 30 thì khá là ok. Tuy nhiên nếu HPG không lấy lại được nền giá 30 thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục rơi. Hiện tại thì tín hiệu đường đường MACD và một số các tín hiệu khác thì cũng chưa cho thấy rằng là cổ phiếu này sẽ ngừng cái đà rơi ở tại cái nền giá 30 này. HSG, đối với HSG thì đang có những nhịp hồi, tuy nhiên những nhịp hồi này cũng khá là yếu, cũng đánh giá không không có có mạnh, mà những nhịp hồi này thì sau đó hồi lên được một ít tới vùng giá 6.65 thì khả năng về đến đây chạm vào khoảng vùng giá 7 đến vùng giá 7.5, và sau đó thì lại lại tiếp tục một cái nhịp nhịp rơi tiếp theo nhịp rơi tiếp theo bởi vì là cái lượng 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 cái lượng hàng kháng cự mà bị rơi ở trên này rất là mạnh, vì thế nên là cổ phiếu sẽ rất khó có thể tăng tốc trở lại ngay, và để tăng trở lại ngay thì cổ phiếu này sẽ cần một cái quãng thời gian khá là dài. Chúng ta thôi một số các cổ phiếu của ngành ngân hàng thì chúng ta xem thêm cổ phiếu Techcombank. Techcombank thì đối với Techcombank đây Techcombank đối với Techcombank thì cổ phiếu này thì hiện tại thì cái đường đi của cổ phiếu này thì cũng khá là dễ, khi mà cứ chạm về vùng khoảng vùng 25.5 đến vùng đây là vùng 25.2. Chạm về vùng 25.2 thì cổ phiếu này thường đánh lên và khi chạm về cái kênh khoảng vùng giá 28.5 thì cổ phiếu này thì lại rơi xuống, thì cái cổ phiếu này thì nếu các anh chị chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta cũng có thể đánh những cái nhịp khá là ngắn như thế. HD Bank, một mã cổ phiếu HD Bank thì cũng đã trong những cái tuần trước thì HD Bank cũng đã có những cái tín hiệu đây, có những cái phiên tín hiệu trong 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 ngày mùng 2 tháng 1, nhưng mà sau đó thì HD Bank lại tiếp tục có một cây nến giảm mạnh và tiếp tục tích lũy lại. Thì với những tín hiệu hiện tại của HD Bank thì chúng ta sẽ cần chờ cho HD Bank có thể vượt thoát được thành công cái vùng giá 29.5. Vượt thoát thành công vùng giá 29.5 với volume đạt khoảng tầm từ 2 triệu đến 3 triệu cổ phiếu, thì khi đó thì cái xu thế hình thành tăng giá tiếp theo sẽ được hình thành. Và hiện tại thì đối với cổ phiếu này thì đây cái nền giá mà 29.1 đến 29.5 đây là những cái điểm xoay chiều, những cái điểm tì bẻ gãy của cổ phiếu, thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái điểm tì bẻ gãy đó. Thì hôm nay thì Hùng không phân tích quá nhiều những cái mã cổ phiếu bởi vì là chúng ta có thể thấy rằng là những cổ phiếu dòng trụ, dòng chính và dòng 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 ngân hàng, dòng xây dựng, rồi một số các cái mã cổ phiếu trụ thì hiện tại đang ở một cái ngưỡng, tức là nó rất là treo leo, trơ vơ, và dòng tiền thì đang cực kỳ yếu. Thì mọi người thường bảo là ở cái vùng đáy thì thường là dòng tiền không có, thường là dòng tiền không có. Tuy nhiên là nếu chúng ta xét ở trên cục diện hiện tại của biểu đồ VN Index kết hợp với các cái mã cổ phiếu trụ thì rõ ràng một cái nhịp hồi thì nó đã xuất hiện cái nhịp hồi rồi. Tuy nhiên là cái nhịp hồi này thì nó đang rất là yếu. Và những cái tín hiệu hiện tại thì đang cho thấy rằng khả năng thì thị trường của chúng ta sang tuần tới cái vùng 900
đây, cái vùng 900 sẽ là một cái vùng cực kỳ là nhạy cảm, cực kỳ là nhạy cảm. Và nếu như vùng 900 của chúng ta không giữ được ở trong phiên thứ hai hoặc phiên đầu tuần hoặc phiên thứ hai hoặc phiên thứ ba, thì như thế thì thị trường của chúng ta lại tiếp tục sẽ tiếp tục có một nhịp rơi, sẽ tiếp tục có một nhịp rơi, bởi vì là dòng ngân hàng hiện tại đang khá là yếu, không thể giúp đỡ thị trường. Cùng với đó thì các cái trụ ví dụ như là VHM thì cũng đã đến một cái ngưỡng kháng cự, VIX thì vẫn tiếp tục dòng đi ngang, chỉ có BVH và một số các cái mã nó đang có hơi có một cái tín hiệu tích cực hơn mà thôi. Vì vậy, đối với tất cả những anh chị chúng ta đang cầm nắm cổ phiếu thì Hùng Lê khuyến nghị là những mã cổ phiếu nào chúng ta có lời thì chúng ta sẽ canh, nếu phiên thứ hai và phiên thứ ba có những nhịp hồi lên thì chúng ta có thể canh để chúng ta chốt lời, để chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ không thể tiên lượng được là thị trường có tăng mạnh tiếp được hay không, nhưng mà chúng ta cứ chốt lời thì đã để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận. Còn những anh chị nào mà chúng ta đang cầm những nhiều hàng hoặc là đang full margin hoặc là cái tỷ lệ margin đang khá là cao thì chúng ta cũng nên cân nhắc để hạ dần tỷ trọng để đảm bảo cái tỷ trọng an toàn của tài khoản. Đối với VN Index thì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là tín hiệu của đường MACD thì đang khá là ok. Tuy nhiên những cái tín hiệu dao động khác thì Hùng đang thấy rằng là đang khá là yếu, đặc biệt là một số các chỉ báo ví dụ như là RSI và một số các cái chỉ báo như là đường stochastic đang có những tín hiệu đi xuống. Thì đấy là những cái chỉ báo nhanh, những cái chỉ báo nhanh mà sẽ giúp chúng ta có thể định lượng tiên lượng được cái hướng đi tiếp theo của thị trường. Và trên đây là biểu đồ của VN30, VN30 F1M. Thì Hùng Lê cũng thấy rằng là những cái tín hiệu hiện tại thì cũng đang khá là xấu. Thì khả năng thì là chỉ số VN30 và VN30 F1M thì đang 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 cho thấy là thị trường sẽ đi xuống, và khả năng thì là đối với các những anh chị mà chúng ta đang đánh phái sinh thì chúng ta sẽ sell, tuần sẽ sell thì khả năng là sẽ ok. Và chúng ta cũng xem một số các cái mã cổ phiếu. Hiện tại thì những cái mã cổ phiếu mà mang tính chất mà đầu tư lâu dài và đầu tư mà lướt lát được thì cũng khá là ít. Một số các anh chị có hỏi là tại sao Đạt Phương lại bị bán mạnh như thế, thì rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể thấy rằng đây, chúng ta sẽ mở lại DPG. DPG đây là một mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích khá là sớm ở ở cái khoảng cái vùng nền giá 45, ở vùng nền 45, và sau đó thì cổ phiếu này đã chạy đến vùng 55. Như thế là cổ phiếu đã tăng 25% trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì đây là khi mà cổ phiếu mà tăng mạnh như thế thì rõ ràng một điều là đấy là một cái mức sinh lời cũng khá là tốt, và cái việc mà cổ phiếu chốt lời thì đấy là cũng là đương nhiên thôi. Một số các cái anh chị người ta đã đây những cái dòng tiền lớn người ta mua được ở những vùng này thì lên đây người ta chốt lời. Còn những tín hiệu tại của Đạt Phương thì đang khá là xấu khi mà đã thủng thủng cái nền thủng thủng cái nền hỗ trợ ở đây là khoảng vùng giá 52. Trong cái nhịp này thì nền giá 52, tuy nhiên là khi mà chạm về cái ngưỡng khoảng 50 thì cũng là một cái nền tích lũy ở trước đó của cổ phiếu. Tuy nhiên là khả năng cao thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục giảm, bởi vì là những anh chị mà đã mua ở những cái vùng này thì chắc chắn là đến lúc hàng về thì đã bị lỗ, và việc mà bị lỗ ở trên một cái đỉnh cao như này thì chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải cắt lỗ. HDC thì cũng hoàn toàn tương tự như thế, ở vùng nền 13.5 đã chạy. Nếu mà đúng cổ phiếu này thì cổ phiếu đã chạy từ vùng nền 13 và vùng về đến chạm về vùng nền 15, thì như thế là cũng đã có một cái nhịp tăng tương đối là khá. Thì cái việc mà khi mà thị trường yếu và những cái mã cổ phiếu mà đã được tăng rồi thì những cái nhà đầu tư người ta sẽ ưu tiên để người ta chốt, để người ta bảo toàn lợi nhuận, thì đấy là một cái điều mà
cũng dễ dàng dễ hiểu khi mà thị trường của chúng ta đã không có quá nhiều cái điểm hỗ trợ của chúng ta. Và một số các cái mã cổ phiếu có tín hiệu khá là tốt mà chúng ta cũng đã đề cập ở trên Zoom, đấy là cổ phiếu SGS. Thì đối với SGS, Hùng cũng đã nói với các anh chị ở trên Zoom, đấy là những cái điểm mà tích lũy lại được ở tại cái nền giá 17 và vượt thoát lên thì SGS sẽ hình thành nên một cái nhịp tăng mới. Và rõ ràng hiện tại thì kết tuần thì SGS đã vượt, coi như là chạm về vùng giá 21. Chạm về vùng giá 21 là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu này. Và cái lực đánh của dòng tiền thì hiện tại đang khá là tốt. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta mở những cái điểm mua đuổi theo thì chúng ta sẽ không nên. Đối với cổ phiếu này thì gần như đã hết điểm mua. Và nếu nếu có chăng thì cổ phiếu này sẽ khi chạm về vùng này thì cổ phiếu test lại và chúng ta sẽ canh cái nhịp test lại đó để chúng ta có thể tham gia. Chứ còn việc mà chúng ta mở mở những cái điểm mua đuổi thì hết sức là nguy hiểm đối với thị trường của chúng ta, bởi vì thị trường của chúng ta hiện tại đang rất là yếu. Thêm một cổ phiếu nữa đó là cổ phiếu DG. DG thì cũng đã chat ở trên Zoom, đấy là trong cái phiên ngày 14 tháng 1 thì DG đã có một cái tín hiệu cũng khá là tốt. Khi DG đã có một cái nền tích lũy quanh cái nền giá 15.3 khá là ok. Và từ nền 15.3 thì đã hai lần DG đánh đánh lên nhưng mà đánh không thành công. Đây là một nhịp thứ nhất không thành công và đây là đến nhịp thứ hai. Tuy nhiên là phiên kết tuần thì DG đã có một phiên lấy lại ở vùng giá 16, lấy lại về vùng giá gần vùng giá 16. Thì đó là một điều khá là tích cực. Thì đối với cổ phiếu này chúng ta sẽ quan sát, nếu sang tuần mà cổ phiếu này đánh vượt thoát được thành công ở cái nền giá 16.5. 16.5 thì như thế thì là DG sẽ có một cái trend xu thế tăng mới. Thì đối với cổ phiếu DG này, một số các anh chị cũng đang đang có nắm thì chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu DG. Thêm một cổ phiếu nữa là cổ phiếu VGC. VGC thì trong team một số anh chị cũng đã nắm cổ phiếu VGC, và khi VGC ở trong trong tuần thì Hùng cũng đã có đề cập đến cổ phiếu VGC khi thấy rằng VGC đã có những tín hiệu vượt thoát được cái nền tích lũy 18. Vượt thoát được cái nền tích lũy 18 với dòng tiền. Đây, dòng tiền đánh lên cũng khá là tốt. Khá là tốt. Và cây nến kết tuần thì là một cây nến rất là đẹp đối với cổ phiếu này, thì chúng ta sẽ cùng chờ những anh chị mà chúng ta đang nắm ở cổ phiếu này thì chúng ta cùng sẽ chờ cho VGC vượt được vùng giá 19.5. 19.5 thì chúng ta sẽ mở và chúng ta sẽ quan sát khối lượng. Nếu dòng tiền tiếp tục được đẩy vào ở khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì đối với cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục mua ở điểm này, coi như là cũng là điểm mua hết của cổ phiếu VGC ở trong nhịp này. Novaland thì nó cũng là một cái cổ phiếu nó một cổ phiếu nó khá là bo cung. Thì đối với Novaland thì những anh chị nào mà chúng ta mà có thể ưa mạo hiểm ưa rủi ro thì có thể bắt ở vùng 55. Chúng ta cứ đặt vùng 55. Vùng 55, khả năng vùng 55 thì bắt có thể đánh được, còn nếu không thì chúng ta sẽ chờ lại cổ phiếu này ở nền khoảng nền 50. Ta sẽ chờ lại cổ phiếu này khi vận động ở nền 50 thì cái đó chúng ta sẽ quan sát các cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu để chúng ta có thể tham gia. Ngoài những cổ phiếu này, một số các cổ phiếu nữa phải cùng xem nào. DRC. DRC thì Hùng cũng đã có chat ở trên Zoom khi mà Hùng thấy DRC đã vượt được cái nền 22 khá là đẹp. Nền 22 khá là đẹp và dòng tiền thì cũng đang 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 tập trung lại đây. Thì đối với DRC thì cái điểm mua 1 sẽ là ở quanh vùng giá 22. Và cái điểm mua hết của DRC khi mà DRC vượt 23 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này ở trong trong những cái tuần tiếp theo. Cổ phiếu PC1 thì cũng đã 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 đã
đã nói đã đề cập ở rất rất nhiều ở những cái bản tin trước đối với PC1 thì khi mà PC1 đã có một cái nhịp hình thành ở đây là quanh ở quanh khi đó thì Hùng có đề cập PC1 ở quanh cái nền giá 23 và sau đó thì PC1 có một nhịp tăng và có một cái nhịp giảm rất là mạnh. Thì khi cái nhịp giảm này thì Hùng đã đề cập đến cho quý anh chị nhà đầu tư ở trước, đó là Hùng đánh rằng giá rằng đây là những cái ý đồ của nhà tạo lập. Và với những ý đồ của nhà tạo lập thì chắc chắn cổ phiếu này sẽ đánh lên, thì đây là đã có 3 nhịp đánh lên ở trong tuần vừa qua và cũng đã có 3 phiên giảm lại về 1/2 thân nến xanh. Thì bây giờ cái nền 23.5 này trở thành một cái điểm tì của cổ phiếu PC1 thì chúng ta sẽ quan sát, nếu tại điểm tì này mà cổ phiếu này tích lũy thành công thì PC1 sẽ có một cái hình thành một cái nhịp tăng như thế này. Thì một cái nhịp tăng chỉnh như thế thì nó cũng khá là hợp lý đối với mã cổ phiếu. Chúng ta cùng xem ATCM. Đối với TCM thì TCM hiện tại đang có những cái thông tin khá là tốt về kinh doanh đúng không ạ? Các anh chị có thể tìm hiểu các cái thông tin về cơ bản và cái điểm ở đây, cái điểm nền giá 23.5. Điểm 23.5 này là một cái điểm hỗ trợ cũng khá là mạnh, khá là ok trên Fibo 50%. Và sau một cây nến xanh đánh mạnh, đây là điểm mua một, ở quanh vùng giá 23.5 khi mà cổ phiếu này vượt thoát tì được vùng 23.5. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp dòng tiền đối với TCM. Đối với TCM thì Hùng đánh giá khả năng nếu cổ phiếu này test mạnh thì cổ phiếu này sẽ test lại ở khoảng vùng giá 24 và thậm chí là test lại luôn về vùng 23.5. Và sau đó từ cái vùng này thì chúng ta sẽ quan sát tiếp dòng tiền. Thì thường thường khi một cái nhịp trend tăng của cổ phiếu thì nó sẽ có những cái nhịp như thế này để dung dũ những cái nhà đầu tư. Chúng ta bắt được ở những cái nhịp thấp thì có thể là nhà tạo lập sẽ để cho nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ chúng ta ra hàng. Thì đối với cổ phiếu TCM cũng là một cổ phiếu mà các anh chị của chúng ta cũng nên quan tâm. Trong tuần vừa qua thì Hùng thấy có cổ phiếu Z, cổ phiếu cơ điện lạnh Z thì đối với mã này thì cũng một mã cổ phiếu khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là trong cả một quãng thời gian vừa qua thì cái nhịp đánh của cổ phiếu Z thì cũng khá là lìu tìu. Tuy nhiên những tín hiệu hiện tại của Z thì cũng đang cho thấy rằng Z khả năng là sẽ bước vào một cái nhịp tăng giá mới. Tuy nhiên dòng tiền thì hiện tại đang khá là yếu, còn cái kênh xu thế thì hiện tại là Z đã vượt thoát được cái kênh xu thế giảm giá ngắn hạn. Những tín hiệu hiện tại đang cho thấy rằng đang khá là ok đối với Z. Tuy nhiên là với một cái tín hiệu mà thị trường chung của chúng ta nó yếu, thị trường chung yếu thì một mình cổ phiếu nó tốt thì nó cũng sẽ không lên được. Do đó thì cái việc mà chúng ta mở mua hoặc là chúng ta mở mua những cái điểm mua mới ở trong tuần mới thì chúng ta cũng phải hết sức là chúng ta lưu ý. Thì về cơ bản là trong tuần này thì Hùng Lê cũng không thấy có quá nhiều các cái mã cổ phiếu đẹp, các cái mã cổ phiếu để chúng ta có thể là yên tâm để chúng ta đầu tư, bởi vì về cơ bản là Hùng thấy rằng thị trường của chúng ta đang có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định. Và cái khuyến nghị chung dành cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta đấy là sang tuần tới thì những cổ phiếu nào đang có lời thì chúng ta sẽ bán, lời ít lời nhiều thì chúng ta cũng sẽ bán, những anh chị nào đang margin đang ở tỷ lệ cao thì chúng ta sẽ canh để chúng ta hạ tỷ trọng margin, và các cái điểm mua mới thì chúng ta phải hết sức lưu ý và hết hết sức thận trọng, bởi vì là những cái điểm mua mới ở trong tuần tới thì nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất là lớn, sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất lớn khi mà thị trường chung của chúng ta suy yếu, chúng ta không có những cái lực đỡ ở dòng tiền, thì như thế là cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu thì tất cả mọi thứ thì nó cũng sẽ xuống chung đối với thị trường. Đối với các những anh chị mà chúng ta hiện tại thì Hùng đang đồng nhất, các anh chị lưu ý là hiện tại Hùng đang đồng nhất ở trên 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 ba kênh YouTube, trên kênh Facebook
và trên kênh Zalo, để chuyển về trên kênh Zalo để chúng ta tiện tiện trong quá trình chúng ta trao đổi thông tin. Trong quá trình chúng ta trao đổi thông tin thì chúng ta sẽ chat ở trên Zalo. Vì vậy là những ai mà chúng ta chưa có Zalo cùng Lê thì các anh chị có thể add Zalo cùng Lê qua số điện thoại 0968279555, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau ở trên Zalo, thì chúng ta sẽ đồng nhất về một nhóm như thế, thì chúng ta sẽ rất là dễ ở trong cái quá trình trao đổi thông tin. Thì cũng còn khoảng tầm 2 tuần, tức là khoảng tầm 2 tuần nữa thì là chúng ta sẽ nghỉ Tết, cũng như là kết thúc cái nhịp coi như kết thúc tháng 1. Kết thúc tháng 1 thì rõ ràng một điều là đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng không quá kỳ vọng vào thị trường của chúng ta có thể tăng mạnh trong quý 1 giống như những thị trường của chúng ta ở những năm trước, và chỉ là những cái nhịp hồi đấy. Các anh chị có thể thấy là những cái nhịp hồi nó rất là nhỏ, và những cái nhịp hồi rất là nhỏ như này thì chúng ta cũng phải đánh nhanh thắng nhanh, đúng không ạ? Đánh nhanh thắng nhanh, đấy là một đây trong bản tin trong những bản tin ở trước đó, trước trước đây bản tin 41, những bản tin đây Hùng sẽ mở lại. Tức là Hùng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta phải cái nhịp hồi này ấy, thì là giảm tỷ trọng này, và chúng ta phải đánh nhanh, tức là mua nhanh bán nhanh. Chứ còn nếu mà chúng ta đầu tư một cái nhịp dài hơi ở trong cái giai đoạn hiện tại thì cũng khá là khó. Buổi điểm tin tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài góc nhìn về thị trường trong tuần tới. Đến đây là hết. Hùng Lê kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Tuần mới thì có nhiều cái khởi sắc hơn, và chúng ta cũng có thể là có được cố gắng là hoàn thiện được một cái nhịp hồi trước cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán để chúng ta có tiền lì xì mừng tuổi cho các cháu nhỏ. Chứ còn năm nay thì đúng là thị trường chứng khoán của chúng ta thì cũng không có quá nhiều những cái yếu tố mà để chúng ta kỳ vọng lớn một cái nhịp đánh lớn ở thị trường chứng khoán Việt Nam cuối 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 năm.